chào tất cả các bạn đến với chương trình tư vấn chọn trường chọn ngành khi đi du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và các bạn thân mến, thì ngành kiến trúc dường như là một ngành nghề rất được ưa chuộng trong thời kỳ xã hội phát triển như hiện nay. Và đó cũng là lý do mà ngày càng có nhiều các bạn học sinh Việt Nam lựa chọn ngành nghề này làm nghề tương lai cho mình khi các bạn chọn du học Mỹ. Vậy thì chọn trường nào tốt, chuyên đào tạo về ngành kiến trúc tại Mỹ, cơ hội việc làm của ngành kiến trúc sau khi ra trường thì như thế nào? Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn thông tin về ngành kiến trúc tại trường University of Central Florida. Đây là trường đại học lớn thứ hai tại Hoa Kỳ về số lượng sinh viên đang theo học, cũng như là các bạn sinh viên có thể là tìm thấy bất kỳ một ngành nghề nào mà mình lựa chọn ngoài ngành kiến trúc. Và được thành lập năm 1963 và xếp hạng 170 trên tổng số là 4.500 trường đại học cao đẳng ở Mỹ. Trường cũng xếp hạng thứ 91 về các chuyên ngành máy tính và xếp hạng thứ 46 về chăm sóc sức khỏe và xếp hạng thứ 72 về chuyên ngành các ngành kỹ sư. Những kiến trúc sư họ là những chuyên gia đào tạo cũng như là cấp bằng về nghệ thuật, khoa học, thiết kế các công trình xây dựng và họ biến những cái nhu cầu của con người như là nơi ở, sinh hoạt, khu vui chơi, làm việc v.v. thành các hình ảnh, đồ án cũng như là công trình và sau đó được xây dựng bởi những người khác. Quy trình chung của một công trình khi được xây dựng gồm các bước như sau. Thứ nhất đó là hoạch định dự án, kế hoạch thi công công trình, đấu thầu xây dựng, triển khai thi công, nhiệm vụ và bàn giao công trình. Nhiệm vụ chủ yếu của kiến trúc sư là việc phần đầu tiên, đó là các bạn làm các dự án, thiết kế kiến trúc cũng như là quy hoạch và thường là người chủ trì của các công trình này. Họ hợp tác với các kỹ sư, các chuyên gia về các lĩnh vực khác nhau và chủ yếu là xây dựng và đưa ra các thiết kế hợp lý nhất cho cái công trình. Kiến trúc sư thì chủ yếu làm việc tại các văn phòng tư vấn, trong các xưởng thiết kế khá tiện nghi, đôi khi thì họ phải đi thực tế giám sát thi công. Và công việc này thì rất là vất vả nhưng mà cũng rất là thú vị. Cũng như ngành thiết kế thì nhiều kiến trúc sư là làm việc độc lập hoặc lập ra các xưởng, công ty kiến trúc của mình. Và để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục hồ sơ nhập học, điều kiện đầu vào khi mà đăng ký học ngành kiến trúc sư tại trường University of Central Florida như thế nào, thì các bạn hãy liên hệ ngay đến công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam. Và thông tin về trường thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Và hoặc là các bạn có thể là lên trực tiếp văn phòng của Tân Đại Dương ở địa chỉ quận Nhất, quận 5 hay là Nha Trang. Và các bạn cũng lưu ý là Tân Đại Dương không có bất kỳ chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Xin chào các bạn, khi phỏng vấn xin visa Mỹ thì các bạn sinh viên luôn là lo lắng thì không biết những câu hỏi nào thường gặp khi đi phỏng vấn Mỹ thì nhiều bạn lại cũng là rất là lo lắng không biết sẽ được hỏi về vấn đề gì nên trả lời ra sao. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng chia sẻ với bạn Vũ Phong đến từ thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế tại sao là có được visa Mỹ. Xin chào Vũ Phong. Vũ Phong có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Chào các bạn, mình tên là Vũ Phong, năm nay mình 19 tuổi. Mình hiện tại thì mình đang học tiếng Anh ở trường Châu Mỹ để chuẩn bị cho cái chuyến đi du học của mình. Sau khi mình học ở đây thì mình rất là tự tin về tiếng Anh của mình để mình đi phỏng vấn. Thì qua Mỹ, Vũ Phong sẽ học chương trình gì? Mình sẽ học tiếng Anh ở trường FLS International khoảng 1 năm. Và tiếp sau đó thì mình sẽ học quản trị nhân sự tại trường Citrus College 2 năm. Sau khi kết thúc chương trình tại Citrus, mình sẽ học đại học tại Viện Đại học UCLA để hoàn thành cái hệ cử nhân của mình. Sau đó thì mình sẽ đi về nước và tìm một công việc tốt hơn cho cuộc sống của mình. Khi mà em tốt nghiệp cấp 3, thì ngoài thời gian học Anh văn của em thì em có tham gia những cái câu lạc bộ nào hay không, Vũ Phong? Ngoài học tiếng Anh ra thì mình, tại vì mình chú tâm vào việc học cho nên là mình cũng ít có đi tham gia vào các câu lạc bộ nữa. Thì rất là nhiều trường tại Mỹ, thì Vũ Phong tại sao lại chọn cái trường này? Tại vì trường này thì gần nhà người thân của mình nên là mình chọn này, và các trường khác giống như là Cotlas Community College thì nó có 78% là sinh viên quốc tế là ở Việt Nam bên mình qua, thì nó không có thuận lợi cho việc của mình thực tập tiếng Anh. Và Santa Monica College thì nó nằm trong cái vùng mà ô nhiễm và tỷ lệ tội phạm cao cho nên là mình không chọn mấy cái trường này để học. Mình học ở Cali cho nên là thời tiết ở bên Cali rất là dễ chịu, rất là giống thời tiết ở Việt Nam.
nên đây là một lý do để mình chọn ở Cali để học. Cái người tư vấn bên Tân Đại Dương của em là chị Thúy. Chị ấy rất là dễ thương, mọi câu hỏi thắc mắc của mình chị ấy đều trả lời hết để mình có thể chuẩn bị cho cái cuộc phỏng vấn của mình một cách hoàn hảo nhất. Thì trong cái quá trình mà em làm hồ sơ tại Tân Đại Dương đó, thì em có những cái kỷ niệm nào hay không? Nhất là với anh Khôi, thì anh Khôi có những câu chuyện rất là hay. Các bạn nên học với anh Khôi thì anh Khôi sẽ kể những câu chuyện hài hay là những câu chuyện về triết lý để mình có thể áp dụng vào cái câu trả lời của mình. Còn một người nữa là đó là anh Bảo Anh. Cái buổi cuối thì mình sẽ học với anh Bảo Anh, cho nên là anh đó sẽ tóm tắt những thứ mình cần phải chuẩn bị khi mình đi phỏng vấn, là về cái việc mình sẽ làm như thế nào để mình đi phỏng vấn, mình sẽ thể hiện ra sao để mình đi phỏng vấn, và còn rất là nhiều điều để hay mà anh Bảo Anh đã dạy cho em. Rồi, thì qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Thì trước đây thì em có một người em, họ đã từng làm ở đây rồi, nên em ấy cũng giới thiệu mình vào làm ở đây. Mình làm ở đây mình thấy dịch vụ rất là tốt, và mình đậu cũng là nhờ Tân Đại Dương. Nếu mà trường hợp em đã có thành công trong cái xin visa Mỹ rồi, thì em có thể cho các bạn biết là điều gì làm nên cái sự thành công này? Để xin visa tốt thì các bạn nên chuẩn bị mọi thứ từ ở nhà, nên không nên lên trên lãnh sự quán rồi mới chuẩn bị. Theo mình chuẩn bị ở nhà để làm mình sẽ học bài đầy đủ, chuẩn bị mọi thứ như là cách ăn mặc và tác phong. Thì khi mà mình vào giao tiếp với lãnh sự quán thì các bạn nên nói rõ to và nên cố chú ý lắng nghe những gì mà lãnh sự quán nói để mình có thể trả lời đúng những câu trả lời mà lãnh sự quán đã đưa ra. Thì đó là những kinh nghiệm của mình đã đi phỏng vấn, mình sẽ chia sẻ các bạn. Nếu như mà bạn em có muốn đi du học thì tất nhiên là em sẽ giới thiệu bạn của em vào công ty Tân Đại Dương để có thể làm hồ sơ và thành công giống như em. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn những cái chia sẻ thực tế của Vũ Phong. Tân Đại Dương xin chúc cho Vũ Phong qua Mỹ học tập thật tốt. Dạ, cảm ơn chị ạ.